lương thật thế hả? Ừ. Em gái tao đấy, nó tên là Anna. Annabelle này, anh nghĩ anh thích em thật rồi. Dạ em đã biết mình yêu na. Mình không muốn làm bạn thân của Phong nữa, mình muốn làm bạn gái của Phong. Tôi có mua đồ ăn sáng cho anh nè. Tôi không ăn đâu. Đi thôi nè. Cô hãy dừng lại việc đóng giả An Chi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Làm gì mà không nghe mấy thế hả? Biến đi, đừng bao giờ lợn giận trước mặt tôi, khiến tôi phát điên lên như vậy nữa.